bên kia mà hai con lút thành con Morgana, bất kỳ con khống chế nào cũng được. Ngoài con lút ra, tao nói tao gõ nó nát từ nãy tới giờ luôn. Đúng phiền, tem nó đúng kiểu má, khống chế ra. Không lên vô cực là do gặp nhiều khống chế, tùm lum quá. Nãy giờ mà lên vô cực là má gõ bon 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 nè. Cầm lúc mà mày không mày choáng cái gì chói chân má không làm khó chịu. Cảm ơn mọi người xem video. Mình chỉnh là cái bản ngọc chính cái đã. Mấy cái video trước đánh con này chiến lắm, chỉnh cái bản ngọc này ôi dồi ôi nó phế vãi chưởng à. Mình nghĩ mình hồi sáng mình chơi á, cái trận trước mình chơi là con bay đúng không, là mình mang cái này nè, mình thấy nó hồi máu rồi hút máu rồi các kiểu ghê lắm, nó không hợp với Aatrox mọi người ạ. Cái này nè, nó không hợp với Aatrox. Đây mình mang cái này mọi người ạ. Ở đây nè, đó giờ mình xài ngọc này nè. Sáng mình chơi con này nè, ôi nó test thử rồi ngọc đó được có hợp với Aatrox không. Ôi nó phế nhưng mà so này, cái này phế thiệt. Cảm ơn mọi người xem video.